ăn thì có sức ra lát mình vận động. Anh nghĩ anh sung ha, anh nghĩ anh đâu có ốm. Ôi, đã tưởng tập sân khấu không luôn á. Không dặn sân khấu được như nè, sợ chứ. Mình dặn thôi mình có nhương, mình không có dặn hết sức được. Sợ cộng với cái lực, cái trọng lượng của anh Nghĩa. Anh Nghĩa không cần dặn đâu, anh ấy cần nhún nhẹ cái thôi là thấy rung chuyển cái sân khấu à. Đừng có nói anh Nghĩa nha, thôi là anh buồn. Chỉnh toàn quốc nhưng mà trừ anh Nghĩa, trừ anh Nghĩa, trừ Ốn Ly Mi, Ốn Ly Mi, Ốn Ly anh Nghĩa ra trừ. Loại trừ Ốn Ly đại Nghĩa. Dương đẹp mà, như hoa hồng. Hoa hồng nhân ái mà lúc nào cũng lan tỏa những cái tình yêu thương vô cùng chân thành đến cho bà con cô bác. Thì chỉ có hoa hồng nhân ái mới phù hợp với lại cái sự diễn tả đến chị Hương thôi. Chương hồng đẹp mà còn rất là khốc lửa. Là theo video của anh.